thi rửa hết rồi thì ta phải đã có nào mình đó à không bỏ món nào cả không bây giờ chỉ riêng cái ông mình biết cái kiểu à chỉ bây giờ mùa đông nóng tới rồi nhà để rồi thì xuống vậy thôi vui vui ôi ông đi nóng đổ tệ à là cảm thấy đối với chị我吃得不饿的，我吃了两口不饿的，我说那算了。堂姐当解说完哈，这个可怜没有。不是啦，这个啦，我们放这啦，对，再来解说。哎呀，这家狗狗吃来这吃，解说现在整体，我也嘛是给他们找了啥的，还是还是嘛是给他们找了点。